Ừ, Thảo biết rồi. Chắc chắn Thảo phải tới chứ. Tại vì lâu rồi tụi mình đâu có được gặp thầy cô đâu. Mà nha, hôm đó Thảo tới, Thảo sẽ mang thêm một món quà đặc biệt luôn. Ừ, vậy nha. Quý vị ơi, chỉ còn vài hôm nữa đã đến ngày 20 tháng 11 rồi. Ngày để chúng ta cảm ơn thầy cô của mình nè. Và bản thân Thu Thảo cũng là sẽ chuẩn bị một cái món quà để tặng cho thầy cô của mình. Nhưng mà Thảo nghĩ là năm nay sẽ khác mọi năm một tí xíu. Thay vì chúng ta ra shop mua những cái món quà thì Thảo nghĩ là bản thân Thảo sẽ tự chuẩn bị một món quà. Đó là một cái món ăn thật là đặc biệt do chính tay mình thực hiện. Để xem, Thảo nghĩ là với một cái không gian thật là ấm cúng nè, rồi chính tay học trò cưng nấu những cái món ăn thật là ngon, ôn lại những cái kỷ niệm cũ, thì đó sẽ là những cái khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ để dành tặng cho thầy cô mình. Mà có một điều là Thảo không biết là sẽ nên nấu món gì cho ngon nữa. Thảo nghĩ là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi gặp một người anh, một người thầy của Thảo. Người đó sẽ hướng dẫn cho chúng ta làm một món ăn thật là độc đáo và thú vị. Đó là món gì? Thì mời quý vị cùng theo chân Thu Thảo nha. Quý vị ơi, vậy là sau một hồi hai anh em đi chợ thì Thảo và anh Ryan đã chọn được một cái nguyên liệu mà Thảo nghĩ vừa sang sang lại vừa gần gũi, và nhất là sau đây á, với cái sự hướng dẫn của anh Ryan một cái công thức rất là mới, thì Thảo nghĩ là món ăn này sẽ là món quà vô cùng đặc biệt mà Thảo sẽ gửi tặng đến thầy cô của mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp lại anh Ryan cũng như là cùng nhau chế biến nha. Với nguyên liệu là cua mà anh em mình chọn rồi thì anh Ryan định là sẽ làm món gì ạ? Anh có một ý tưởng cho cái phần cua ngày hôm nay. Dạ. Đó là nướng cái phần thịt cua và phần sốt trên cái mai cua và nướng trên than. Mai cua nướng là một cái món thật sự là rất là xịn luôn á. Bình thường phải ra nhà hàng mới ăn được. Mà hôm nay là biết cái công thức này là phải nốt lại để sau này tự làm ăn ở nhà luôn cho đỡ tốn kém anh ha. Thì bây giờ là công đoạn đầu tiên thì chúng ta phải chuẩn bị những cái nguyên liệu nào anh? Thì món này mình sẽ có nguyên liệu chính vẫn là cua. Phần cua này chúng ta sẽ trụng sơ qua nước nóng. Dạ. Chúng ta trụng khoảng chừng 5-7 phút. Dạ. Sau đó chúng ta lấy cái cua ra, chúng ta ngâm qua nước đá cho thịt nó săn lại chút xíu. Chúng ta sẽ tách cái phần thịt trong cua ra, chúng ta để sang một bên, và chúng ta lấy cái phần vỏ cua chúng ta nấu sốt. Dạ. Nấu sốt xong chúng ta sẽ nấu chung với lại cần tây nè, hành ba rô nè, rồi cà rốt, hành tây, cỏ xà hương nè, rồi lá nguyệt quế. Dạ. Ở đây thì Thảo thấy mình có nguyên liệu là bơ thì chúng ta có cần sơ chế trước không anh? Cái phần bơ này thì chúng ta sẽ nghiền ra cho mềm. Dạ. Chúng ta sẽ cho một ít tỏi nè, một ít tiêu, một ít muối và lá cỏ xà hương. Thì chúng ta sẽ mix nó lại với nhau. Dạ. Xíu nữa chúng ta sẽ chét lên bánh mì và ăn kèm với lại cái phần mai cua nướng. Hấp dẫn quá. Vậy bây giờ Thảo sẽ nghiền bơ ra để lát nữa anh Ryan sẽ làm cái sốt đó nha. Bao lâu rồi anh Ryan chưa về thăm thầy cô của mình? Chắc bây giờ mình lớn rồi thì công việc của mình nhiều cũng hơi bận rộn anh ha. Gần hơn 5 năm trở lại đây thì anh chưa có sắp xếp được thời gian để quay lại thăm thầy cô cũ. Thì thôi, nhân dịp hôm nay chúng ta làm một món ăn cùng nhau thì lát nữa chúng ta làm nhiều một tí xíu. Anh em mình chia ra mỗi người một phần, xong rồi liên lạc thử lại với một người thầy hay một người cô nào đó, chắc là sẽ bất ngờ lắm, đúng không anh? Rồi anh nhìn xem cái bơ này á, em làm nó hơi xấu một xíu nhưng mà nó có được chưa ạ? Món ăn này hơi cầu kỳ ở phần chế biến nguyên liệu cua, nhưng đây chính là điểm nhấn để phần sốt tiêu ngon đó nha. Anh Ryan ơi, bây giờ thịt cua thả đã sơ chế xong rồi, tiếp tục thì mình sẽ đến công đoạn nào anh? Tiếp theo mình sẽ xào cái phần vỏ cua. Dạ. Và mình nấu để mình lấy cái sốt, tí nữa mình nấu với lại cream và sữa tươi. Dạ. Nhớ ghi chép lại nha mọi người. Dùng chút bơ tỏi phi thơm, rồi cho hành tây, cà rốt, hành bơ rô cắt nhỏ vào xào đều tay. Có xả hương là điểm nhấn để hương vị của phần sốt thơm một cách tự nhiên hơn. Sau đó hãy cho hết phần vỏ cua vào, xào để phần sốt thêm vị ngọt đặc trưng của cua nha. Quý vị ơi, sau khi mà sơ chế và bây giờ anh Ryan đang làm cái sốt nữa thì thật sự rất là thơm rồi. Mà ở đây Thảo thấy là còn có hai nguyên liệu nữa, đó là cream và sữa tươi. Thì không biết là chúng ta sẽ dùng như thế nào hả anh Ryan? Sau khi mình nấu cái phần vỏ cua này được khoảng 15 phút, dạ, mình sẽ cho cream và cái phần sữa tươi này vào để nó tăng độ béo cho cái sốt của mình. Và nó làm thơm hơn. Món này mà ai mà thích ăn những cái vị béo nhiều, ngọt nhiều thì chắc là rất là phù hợp luôn. Màu sắc quá đẹp rồi, bây giờ hãy rây sạch phần vỏ cua để lấy nước sốt còn lại nào. Tiếp theo, tiếp tục xào nhuyễn phần cà rốt bằm để phần vân mai cua có thêm màu sắc thú vị.
Phần bơ đã nhuyễn trộn cùng với tỏi và các gia vị sẽ được quét trực tiếp lên bánh mì trước khi áp chảo. Ngon quá đi thôi, giống như đã ăn trong nhà hàng luôn. Bây giờ hãy bỏ phần thịt cua vào mai cua rồi rưới nước sốt lên nào. Chưa gì mà đã thấy quá hấp dẫn rồi. Hôm nay với cái công thức mới của anh Ryan nè, thì chúng ta biến tấu đi một chút thì Thảo nghĩ sẽ tạo nên cái sự thú vị và hấp dẫn hơn cho người được nhận cái món quà này, đúng không anh? À, và chắc chắn Thảo sẽ về thực hiện lại cái món này, gói lại thật là đẹp và đem tặng cho thầy cô của mình nhân ngày 20 tháng 11. Mong là các thầy cô sẽ yêu thích cái món ăn của Thảo làm. Dạ, nhưng mà Thảo nghĩ là để mà hoàn chỉnh nhất á, thì Thảo phải thử cái vị ở đây coi nó ngon như thế nào rồi mới so sánh được lúc mà Thảo làm. À, chúng ta cùng thử anh ha. Em thấy rất là ngon luôn anh. Bình thường á, mình ăn thì mình chỉ ăn thịt riêng nè, rồi gạch riêng, nhưng mà hôm nay được trộn lẫn với nhau rồi có thêm những cái loại sốt đặc biệt nữa, cũng như là những cái hương liệu đến từ lá cỏ xà hương. Dạ, thì nó tạo nên một cái hương vị rất là lạ cho cái món cua này. Bây giờ thì chúng ta thử thêm một tí xíu bánh mì nữa đi anh nha. Cũng nhân dịp 20 tháng 11, Ryan cũng kính chúc các quý thầy cô được một ngày vui vẻ, đón nhận được nhiều tình cảm từ những người học trò thân thương. Quý vị ơi, Thu Thảo nghĩ là trong ngày 20 tháng 11 thì là một cái ngày rất là đặc biệt để chúng ta thể hiện sự biết ơn nè, cũng như là truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt. Thu Thảo chúc tất cả thầy cô sẽ có một ngày 20 tháng 11 thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc. Và đến đây thì Thu Thảo cũng như là anh Ryan cũng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo của Ngon Bá Cháy vào lúc 19:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 quý vị nha.